Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện thăng trầm của lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, ngày hôm nay tôi sẽ kể với anh em nghe về một nhân vật, một cuộc đời mà nhiều câu chuyện huyền thoại sẽ được kể mãi tới mai sau. Cuộc đời nhân vật này là một bí ẩn lớn nhất mà kẻ thù không thể hiểu nổi, là từ một tri thức lớn, có địa vị và cuộc sống đủ đầy nơi hoa lệ, luật sư, đã trở thành một nhà yêu nước và một nhà hoạt động cách mạng tận trung tận hiếu. Đặc biệt là ông từng đứng ra bảo vệ công khai các cán bộ Việt Minh ngay trước tòa đại hình, khiến kẻ thù phải dè chừng. Nhưng mà điều này đã khiến ông nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Mỹ Diệm. Chúng đã bày mọi mưu kế để tóm được ông vào nhà lao. Và cũng chính Bác Hồ chính là người chỉ đạo 3 lần phải giải cứu nhân vật cốt cán này bằng mọi giá. Vậy nhân vật bí ẩn này là ai mà có sức ảnh hưởng lớn đến mức mà Bác Hồ phải đích thân chỉ đạo giải cứu như vậy? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, nhân vật bí ẩn mà chúng tôi muốn kể về anh em trong video ngày hôm nay chính là luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Ông là một trí thức Tây học tiêu biểu. Cuộc đời ông gắn liền với những sự kiện lịch sử của phong trào đấu tranh của đồng bào miền Nam và sự nghiệp giải phóng dân tộc. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ sinh năm 1910 tại Long An. Năm 1921, mới 11 tuổi, ông được gửi sang Pháp học, đến năm 1933 tốt nghiệp trường luật. Ông về nước hành nghề luật sư. Ông nổi tiếng ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Bộ lúc đó vì là một luật sư có cảm tình về kháng chiến. Từng đứng ra bảo vệ công khai các cán bộ Việt Minh ngay trước tòa đại hình. Ông đã biện hộ thành công cho nhiều nhân vật kháng chiến nổi tiếng lúc đó, bà Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Châu Sa. Nguyên Phó Chủ tịch nước cũng từng được luật sư Nguyễn Hữu Thọ biện hộ. Cách mạng đã thấy cần có những con người như luật sư trong đội ngũ của mình. Cuộc hội ngộ của vị luật sư lừng danh với người bạn cũ của mình là luật sư Phạm Ngọc Thuần, lúc này đã là một cán bộ cao cấp của cách mạng ở Nam Bộ, diễn ra tại trụ sở của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ giữa Đồng Tháp 10. Việc ông luật sư lái xe đi Mỹ Tho bị du kích Việt Minh bắt coi như là một sự kiện bí mật mà ít người biết rằng đó là cơ hội để nhà trí thức bắt đầu một con đường. Nhà văn đoàn giỏi khi ấy là trưởng công an huyện Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, là người đầu tiên tiếp đón luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Về chuyến vào bưng biển ấy, sau này ông kể rằng thời gian ít ỏi trong chiến khu đã cho tôi hiểu cuộc sống kháng chiến và đặt mình trước những suy nghĩ về bổn phận với đất nước. Mọi người trong kháng chiến sống đoàn kết bên nhau vì một lý tưởng cao đẹp. Không ai hỏi tôi một điều gì, ngoại trừ việc chỉ cho tôi cần hành động trước sự hy sinh của đồng bào. Tôi nghĩ rằng là một trí thức có tên tuổi, có thể có đóng góp hành động của mình như một tấm gương cho giới trí thức Sài Gòn. Đêm cuối cùng ở chiến khu, Phạm Ngọc Thuần, người bạn lớn của ông đã dặn, ở Sài Gòn cũng là một chiến trường, hoạt động ngay trong lòng địch cũng là một nhiệm vụ quan trọng của cuộc kháng chiến. Nguyễn Hữu Thọ trở lại Sài Gòn, hoạt động công khai hợp pháp trong phong trào yêu nước. Từ chức chánh án ở Vĩnh Long, luật sư Nguyễn Hữu Thọ lên Sài Gòn mở văn phòng luật sư và dấn thân vào sự nghiệp đấu tranh khi chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố vào ngày 19 tháng 4 năm 1947, sẵn sàng ngừng bắn để thương thuyết với Pháp. Ông cùng các nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn ra bản tuyên ngôn kêu gọi chính phủ Pháp mở lại các cuộc thương thuyết với chính phủ Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo để sớm chấm dứt chiến tranh. Bản tuyên ngôn đã được trao đến cao ủy Pháp ở Đông Dương và gửi ra Bắc báo cáo với Bác Hồ. Bác Hồ đã gửi thư cảm ơn anh em văn hóa và trí thức Nam Bộ. Luật sư Nguyễn Hữu Thọ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Chí vận Thành ủy Sài Gòn do ông Hoàng Quốc Tân, tiến sĩ luật khoa ở Pháp, về trực tiếp phụ trách. Ngày 16 tháng 10 năm 1949, luật sư Nguyễn Hữu Thọ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Ngày 9 tháng 1 năm 1950, trong cuộc đấu tranh biểu tình của học sinh sinh viên Sài Gòn trước dinh thủ hiến Nam Phần, Trần Văn Ơn, học sinh trường Petrus Ký, đã bị chính quyền thực dân Pháp bắn trọng thương và chết ở bệnh viện Chợ Giấy. Trong tang lễ Trần Văn Ơn, luật sư Nguyễn Hữu Thọ thay mặt giới trí thức đọc điếu văn, tố cáo việc đàn áp đẫm máu học sinh sinh viên. Ông đặt câu hỏi, như thế này thì nhân dân ta đã có độc lập và tự do chưa? Mọi người đáp chưa? Luật sư Nguyễn Hữu Thọ được cử làm trưởng phái đoàn đại biểu các giới đấu tranh, công khai đòi các quyền dân sinh, dân chủ, phản đối bắt giam 22 trí thức trong Hội Liên Việt Sài Gòn Chợ Lớn, tham gia cứu trợ nạn nhân hỏa hoạn ở Đầm Sen. Tối ngày 19 tháng 3 năm 1950, luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị bắt giam vào khám lớn ngày 27 tháng 3 năm 1950. Nhà cầm quyền đưa ông ra xét xử. Các luật sư nổi tiếng đã biện hộ cho ông. Tòa tuyên bố trả tự do tạm cho luật sư Nguyễn Hữu Thọ sau khi đóng 5.000 đồng thế chân. Địch ra lệnh đóng cửa các tờ báo có cảm tình với phái đoàn đại biểu các giới Thần Trung, Tâm Điểm, Ánh Sáng. Phái đoàn đại biểu các giới in truyền đơn vạch rõ thủ đoạn của địch. Vì luật sư Nguyễn Hữu Thọ,
cùng ký tên vào truyền đơn với những người khác. Nên địch là vin vào cớ này để bắt ông vào ngày 12 tháng 4 năm 1950 và giam vào khám lớn. Luật sư tuyệt thực phản đối, địch lại chuyển qua Bot Katina, có nhiều cán bộ cách mạng bị giam ở đây. Tháng 6 năm 1950, địch dùng hình thức lưu đầy luật sư đến bản rằng huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trước sức ép của dư luận và sự phản đối của đoàn luật sư Sài Gòn, tháng 11 năm 1952, luật sư Nguyễn Hữu Thọ được thả tự do. Sáng ngày 1 tháng 8 năm 1954, hơn 50.000 người biểu tình trên đường phố Sài Gòn đòi hòa bình, đòi tự do, dân chủ và chống đàn áp. Ngày 15 tháng 11 năm 1954, chính quyền Ngô Đình Diệm bắt luật sư Nguyễn Hữu Thọ cùng nhiều thành viên tích cực của phong trào hòa bình giam ở nhà lao Gia Định. Sau đó ông và một số vị khác trong phong trào hòa bình bị đưa đi quản thúc ở chi khu Củng Sơn, tỉnh Phú Yên. Tháng 1 năm 1959, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết 15 về nhiệm vụ cách mạng miền Nam. Một vấn đề bức thiết là phải thành lập mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam để lãnh đạo phong trào. Trong khi đó, người có uy tín được Bác Hồ, đồng chí Lê Duẩn chọn vào cương vị lãnh đạo mặt trận chính là luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Một trí thức yêu nước trong phong trào vì hòa bình ở Sài Gòn lại đang bị quản thúc ở Phú Yên. Lúc này Bác Hồ đã ra chỉ thị là giải cứu luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Kế hoạch giải thoát lần thứ nhất. Giữa năm 1960, thực hiện chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Sứ ủy Nam Bộ, Khu ủy Khu 5 chỉ đạo các tỉnh, đặc biệt là Phú Yên, thực hiện kế hoạch giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ, có mật danh là Trị Nghĩa. Kế hoạch ấy gọi là kế hoạch Trị Nghĩa. Thị xã Tuy Hòa giao trách nhiệm cho chị Võ Thị Hồng Giác và anh Nguyễn Sự thực hiện kế hoạch này để kết nối với luật sư Thọ và để luật sư tin tưởng. Giáo sư Phạm Huy Thông đã từ miền Bắc viết thư vượt Trường Sơn đến Tuy Hòa. Chị Giác giao cho bà Thừa Hoàng, tức là Phạm Thị Minh, người nấu cơm tháng cho Gata Motorin. Luật sư thường ăn cơm ở đây và quen với bà Thừa Hoàng. Bà đã trao thư của giáo sư Phạm Huy Thông cho luật sư. Ông đồng ý theo kế hoạch giải thoát của cách mạng. Dự kiến vào 9 giờ 30 tối ngày 10 tháng 9 năm 1960, luật sư nhận được xe đạp và đi đến chùa Núi Sầm để gặp lực lượng hộ tống về căn cứ tỉnh ủy Tây Ninh. Nhưng không may là người mua xe đạp cho luật sư bị bắt và đã khai là mua xe cho một người tên Thọ. Địch bắt và tra tấn chị Giác và anh Sự. Nhưng mà cả hai anh chị đều không khai báo. Rất may người mang tên Thọ mà địch bắt là anh thợ sửa đồng hồ. Địch kết tội chị Giác và anh Sự là tổ chức cho thanh niên tên Thọ kia đi lính cho cách mạng. Chúng đã đưa hai anh chị và anh Thọ ra tòa và kết án mỗi người 3 năm tù. Kế hoạch Trị Nghĩa tuy không bị địch phát hiện nhưng cũng không thực hiện được. Kế hoạch giải thoát lần thứ hai. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời trong chiến khu Dương Minh Châu, tỉnh ủy Tây Ninh. Ủy ban lâm thời gồm các vị: Bác sĩ Phùng Văn Cung, ông Nguyễn Văn Linh, đại diện Sứ ủy Nam Bộ, ông Ung Ngọc Kỳ, đại diện Đảng Dân chủ miền Nam Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hiếu, trưởng ban sáng lập Đảng Xã hội cấp tiến miền Nam Việt Nam, đại tá Lê Thanh, đại diện các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam. Như vậy là chưa có ủy ban trung ương chính thức và chưa có chủ tịch. Theo dự kiến thì luật sư Thọ sẽ làm chủ tịch. Ông Bùi Định, Từ Khiêm, ủy viên thường trực Khu ủy Khu 5 về gặp tỉnh ủy Phú Yên, mang theo chỉ thị của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam và Khu ủy Khu 5 giao cho tỉnh Phú Yên lên kế hoạch đưa luật sư Thọ ra căn cứ. Sau thời gian điều tra và nghiên cứu kỹ lưỡng, tập đánh thử, tỉnh ủy Phú Yên quyết định áp dụng phương án dùng lực lượng quân sự đánh bất ngờ vào chi khu Củng Sơn, làm chủ tình hình, đủ thời gian đưa luật sư Thọ ra ngoài. Đêm ngày 18 tháng 6 năm 1961, lực lượng vũ trang giải phóng tập kích chi khu Củng Sơn. Tổ trinh sát đặc công đến nơi cư ngụ của đoàn hòa bình. Song luật sư Nguyễn Hữu Thọ được phép về Tuy Hòa gặp gia đình, ra thăm nuôi từ 6 giờ chiều ngày hôm ấy. Đoàn hòa bình chỉ còn 3 người, ông Trần Hàm Lăng, ông Nguyễn Thơ xin ra vùng giải phóng. Riêng ông Từ Bá Phước ở lại vì sức khỏe kém. Ông mất ngày 5 tháng 11 năm 1964 sau một cơn trụy tim cấp. Sau vụ này, luật sư Nguyễn Hữu Thọ giả vờ đau ốm, dưỡng bệnh tại nhà thương Tuy Hòa. Viên tỉnh trưởng cho phép ông ở lại thị xã thêm một tháng. Kế hoạch giải thoát lần thứ ba. Tỉnh ủy Phú Yên giao cho ông Sáu Quyết, ông Nguyễn Lầu thực hiện kế hoạch Trị Nghĩa để giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Lúc này thì tòa án Phú Yên được thành lập, nhà cầm quyền để ông được hành nghề. Thỉnh thoảng có người đến nhờ ông làm đơn kiện. Ông Ba Suối, một cơ sở cách mạng được phân công đến gặp luật sư với lý do là đi thuê thầy kiện về tranh chấp ruộng đất trong họ. Phương án giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ là luật sư đi xe đạp theo hướng quốc lộ lên phía bắc thị xã Tuy Hòa. Ở đó có nghĩa địa Hoa Kiều. Cổng nghĩa địa ở sát đường có ngôi mộ của bà Du Ký, một Hoa Kiều giàu có, mộ lớn dễ tìm. Gần 5 giờ chiều ngày 30 tháng 10 năm 1961, luật sư Nguyễn Hữu Thọ lên xe đạp đến điểm hẹn.
đi thẳng vào chân núi chóp chài. Mọi người ùa ra đón luật sư, người thì canh gác, người đào hố chôn chiếc xe đạp, người thì đưa quần áo bà ba đen cho luật sư thay. Đảng bộ Phú Yên đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Bác Hồ. Khu ủy khu 5, tỉnh ủy Phú Yên tổ chức đưa luật sư về căn cứ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng an toàn. Từ ngày 16 tháng 12 năm 1962 đến ngày 3 tháng 3 năm 1962, tại một khu rừng phía Bắc Tây Ninh, Đại hội Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ nhất được tiến hành, với sự tham dự hơn 100 đại biểu, có các thành phần tiêu biểu của các tỉnh miền Nam, có nhân sĩ trí thức, đại diện các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, Việt Kiều ở Campuchia. Anh em thân mến, đến ngày 3 tháng 3 năm 1962, Đại hội đã bầu luật sư Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và 5 phó chủ tịch là bác sĩ Phùng Văn Cung, ông Võ Trí Công, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, đại đức Sơn Vọng, ông Gibi Aleo. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là linh hồn của cuộc kháng chiến, là ngọn cờ tập hợp, hiệu triệu nhân dân miền Nam vùng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Và cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi đến phút cuối cùng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.